Lâu rồi không có làm nail, không biết hôm nay có làm được không. Anh tình yêu gì trở lại lợi hại hơn xưa, không biết nữa, quên không, quên bài cha nó rồi. Không, quên cách làm luôn rồi nè, quên cách làm rồi. Ok, giờ mình làm nha. Ok, mình làm ombre trước, thường thường. Giờ em thấy rõ không? Cho nó bột cho nó khô chút rồi mới bỏ lên ha. Bỏ cho nó dồn vô một cục, dồn vô một chỗ. Cái này là không phải là ấy mà phải bắt buộc phải dùng bao tay em ơi, không không có là nó phạt chết luôn, rồi CD xuống nó phạt chết. Cái này mình phải có, nhớ cố gắng làm chỗ này mỏng nha anh chị em, làm chỗ này nó mỏng đó, anh chị em cố gắng làm chỗ này mỏng rồi đưa bột xuống. Ok, đừng có gấp, từ từ thôi. Chào mọi người. Hôm nay làm bộ nail móng nhọn nè, móng này móng nhọn nha. Nhớ cố gắng vuốt vô từ từ nè, vuốt vô. Ok, vuốt vô, nhớ vuốt hai bên. Vuốt hai bên để cho cái độ mô ở chính giữa nó dày, cho nên nó không có bị gãy. Nhớ nha, cái móng nhọn là phải vuốt hai bên. Vuốt hai bên vô nè, nó vuốt hai bên. Vuốt hai bên vô trước. Sau là mình làm cái gì? Tới đây mình ngưng, mình dùng cái hai cái ngón tay này mình vuốt cái cho nó nhọn nè. Xí, đó, lấy cái miếng giấy chùi. Vuốt cho nó nhọn, đừng có hồi mình vuốt nó đỡ cực, đúng không? Tại vì mình không vuốt cái này á là hồi nó không có nó làm cho không có đủ nhọn, cho nên mình vuốt mình vuốt nó cực lắm. Ok, giờ mình apply cái ombre lên nè. Móng dài thì lấy hơi nhiều một chút. Ok, thấm xuống. Bỏ lên. Ok, đưa ra ngoài đập đập kéo nhẹ một cái. Đưa ra ngoài đập đập kéo nhẹ một cái, vuốt hai bên vô. Vuốt vô cho nó đều. Xí. Rồi, giờ mình sẽ vuốt cục thứ hai. Ok, cục thứ hai nha, cục thứ hai nè, bỏ lên. Lâu quá không làm tay nó run hết. Ok, rồi vuốt cho nó đầy cuticle nè. Đó. Rồi. Cực đẹp luôn. Đó. Nhanh gọn đẹp đúng không? Xong rồi mình làm cái gì? Mình bỏ cái bột lia lên. Đây, bột lia nè, thấm xuống chứ cho nó khô, bỏ lên. Nhớ bột lia là phải bỏ từ trên xuống dưới nha. Rồi mình kéo vô giữa nè, kéo ra chính giữa móng. Rồi mình kéo nhẹ cái cây cọ xuống, vuốt xuống, đó, vuốt xuống. Thấy không? Đó. Nhớ chùi cọ cho nó sạch để vuốt cho nó đẹp. A11. Ok, tí xíu nữa. Cái này là mình làm cho tượng trưng thôi, tí mình rắc hột xoàn lên đây mà, mình rắc cái hột Crystal Pixie lên đây. Hello anh Hội Nguyễn, khỏe không? Anh chị em khỏe không? Bên đó đã cho mở cửa chưa? Ở New York thì chắc còn lâu ha. Nhớ khi mình đắp bột á, bột nó hơi chảy thì mình đưa nó vô cho nó nằm vô chính giữa. Chào mọi người nhé, chào tất cả mọi người. Anh chị em nào thấy hay share dùm cho tình yêu nha. Anh chị em nào thấy hay nhớ share dùm cho tình yêu ha. Nhớ cố gắng vuốt cục bột lúc nào cũng vậy, vuốt cục bột vô nè, vuốt vô nè. Đó, vuốt vô, giờ vuốt chỗ này cho nó mỏng. Đó, thấy không? Thấy tình yêu vuốt chỗ này nó mỏng không? Đó, vuốt từ từ.
cái cọ mình thả lỏng tay ra, mình vuốt cho nó nhẹ nhàng cho cục bột nó đi cho nó đều. Đó. Thấy chưa? Anh chị em thấy rõ không? Ừ. Hello, hello mọi người nha. Hello anh chị em mới vô. Ừ. Từ từ thấy không? Cục bột ra ngoài nó sẽ dày, ở ngoài này nó sẽ dày, ở trong này nó mỏng. Đó. Rồi sao mình làm cái gì? Nhớ cố gắng là một điều nè. Cố gắng một điều là mình dùng cái tay mình vuốt, vuốt cho nó mỏng, vuốt cho nó nhọn nè, xí. Đó, để tí xíu mình phải mất đỡ mất thời gian, mình đỡ mất thời gian mình vuốt nhọn. Đó, dùng cái tay là mình vuốt nó nhọn sẵn rồi, mình không cần phải vuốt nhiều. À, lâu lắm rồi hả? Lâu lắm rồi, đúng rồi, lâu lắm rồi, mấy tháng rồi mới làm lại nữa. Hello anh Thành. Đúng rồi, ai cũng vậy, ai đang chờ chờ cái ngày này hết trơn. Trời ơi, làm nail mà còn hơn giống đi 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 chờ tình yêu nữa. Giống đi đi gian sinh tình yêu vậy. Nhớ cố gắng vuốt cái tay mình nhẹ lên nha, vuốt cái tay mình nhẹ lên, nó vuốt 2-3 lần chỗ này thôi đó. Để cho nó ra ôm rê cho nó đẹp, để xíu mình bỏ hột xoàn lên nó sẽ ra nội xanh xanh trắng ha. Anh chị em nhớ cố gắng. Mình không làm mấy tháng nhưng mình ra cọ mình ra mình làm lại vẫn vẫn như xưa, không không có gì khác hả, hơi lộng cộng một chút xíu thôi, nhưng mà làm một một vài con khách là nó trở lại bình thường, không có gì hết. Ừ. Thấy không? Nhớ bỏ bột lia nha, đừng bao giờ quên nha, đừng bao giờ quên bỏ bột lia nha. Đưa cục bột lia ra chính giữa và kéo nhẹ nhàng hai bên đó. Nhớ chùi cọ cho sạch rồi vuốt cho nó đều. Cảm giác quay lại làm nail có giống lần đầu cầm cây gì cầm cầm tay người yêu không hả? Ồ, cái cầm tay người yêu nó còn ghê gớm hơn làm nail, đâu có gì đâu, cầm tay người yêu lần đầu tiên hả? Trời ơi, gung bà cố luôn á. Cầm tay người yêu lần đầu tiên á hả, về ngủ không yên luôn, về ăn ngủ không được luôn. Bà làm pedicure. Ừ. Dạ hôm nay em làm trở lại rồi nè, em nói em hứa hôm nay thứ sáu em làm live cho anh kia chị em nè. Friday I do the live stream, that's why I wait my customer coming. Dạ cảm ơn. Vẫn còn bé như xưa hả? Dạ cảm ơn. Anh chị em thấy hay, anh chị em nhớ share dùm cho tình yêu nha. Năn nỉ gì lắm, share mà năn nỉ quá trời luôn. Nhớ share dùm cho tình yêu nha. Mấy cái này nó đòi hỏi lắm á. Tại vì cái móng này móng nhọn á, mình cần phải có cái sự vuốt nè. Nó phải bầu, đừng bao giờ mình cắt. Móng nhọn là đừng bao giờ mình cắt cái móng cho nó thẳng nha, nó phải bầu mới đẹp được. Ừ. Nhớ khi mình vuốt nè, từ từ, khúc này mình vuốt từ từ này đó, mình vuốt từ từ, thấy không? Vuốt vô thân, vô cái thân, vô trong cái móng mình đã vuốt sẵn rồi, mình vuốt vô. Ai ra nghề chưa? Amanda Nguyễn ra nghề chưa? Ồ, cái đó không biết nữa. Qua đây đi rồi sẽ gặp ra nghề. Đó, vuốt cái bằng hai ngón tay. Ờ, bên Cali là thôi hả? Bên Cali chờ đi cưng ha, Thảo ha. Chờ đi em. Bên Cali lộn xộn quá. Bên Cali gì đâu mà thống đốc dám nói là Covid do dân làm nail mình làm ra tầm bậy tầm bạ nè. Bên Cali có nhiều người không đeo mask nữa. Trời ơi, sao nguy hiểm thế? Xuất phát từ Cali không à? Có nhiều người nói với lên mạng nói là không có, ở bên Cali họ không tin cái con virus này. Giờ chết biết bao nhiêu người mà còn chưa sợ nữa. Thấy tình yêu làm nail không? Làm nail mà giống như là trang bị đi lính vậy đó, đội face shield nè, rồi ngăn cái bàn table shield nè. Đó, làm đủ thứ trên cái bàn hết trơn á, sợ muốn chết.
Nhưng mà phải làm thôi, không làm là bị CD nó phạt á. Tại vì nó cho cái lệnh ra rồi là phải làm thôi. Nó cho cái lệnh ra là mình phải làm exactly giống như nó đã cho, là phải khách phải đeo mask. Đó, mình là phải đeo face shield. Là mình phải làm cái bàn cái table shield nữa, phải làm đủ thứ hết nha. Ok, bây giờ ngón cái nè, cuối cùng nè. Giờ ngón cái tình yêu zoom ra cho anh chị em coi cho nó đã nè. Đó, ngón cái nè, coi cho nó sướng nè, rồi xong rồi mình. Đó, ngón cái nè. Mình lấy cục bột cho nó tròn nè, để thấm xuống nè. Đó. Quay cái gì anh Hợi? Anh muốn quay cái gì? Ồ, ok, tí xíu tình yêu sẽ quay cho anh chị em coi ha. Tí nữa anh chị em cho quay cái bàn làm việc của tình yêu như thế nào ha. Đó, từ từ tí xíu tình yêu làm xong cái này là tình yêu sẽ quay lại cho anh chị em coi. Nhớ cố gắng vuốt nè, khi nào mình đợi bột nó khô là mình vuốt hai bên vô nè. Nè, nghiêng qua vuốt cái cọ, nghiêng cái cọ vuốt hai bên vô nè, thấy không? Vuốt cho cục bột nó đi vô chính giữa nè, nó có cái độ mô ở giữa, thấy không không? Thấy cái độ mô ở giữa không? Đó, mình phải vuốt hai bên vô. Đó, vuốt hai bên vô. Thấy chưa? Vuốt hai bên nó mỏng mà chính giữa nó dày. Đó. Từ từ vuốt hai bên vô cho nó ngay cái móng tay nó thẳng luôn. Nhớ dùng hai cái cọ, dùng cái này, dùng cái tay vuốt nè, vuốt này, vuốt cái đây nè, nó nhọn rồi, thấy chưa? Thấy nó nhọn không? Rồi mình vuốt lại, vuốt thêm một lần nữa cho nó nhọn, vuốt cho nó nhọn, cho nó đều, đừng có để cho nó bị mất cái xếp, thấy chưa? Giờ nó ra đẹp rồi nè, đó. Rồi giờ mình làm cái gì? Nãy giờ mình apply cái ombre lên nè, cái bột ombre nè. Đây, cục bột thấm xuống một chút xíu, bỏ lên nè. Để nhẹ nó xuống nè, đập nhẹ nhẹ nè, kéo nè. Nè, đập nhẹ nhẹ kéo nè, đó, kéo cho nó lan ra. Xí, đó. Rồi, cục đầu tiên là thấy ok rồi đúng không? Bây giờ cục thứ hai nè. Đó, cục thứ hai nè. Kéo nè, đó, kéo làm sao cho nó đều. Đó, kéo làm sao cho nó đều, cái cuticle cho nó tròn nhé. Thấy chưa? Rồi nhớ có bỏ bột lia lên, nhớ là phải bỏ bột lia lên nha. Đây, bỏ bột lia lên nè. Rồi xong, nhớ được bột lia chính giữa rồi mới vuốt xuống cho ông thầm, vuốt là nó không có đủ bột đó nha. Rồi, đẹp như cô gái luôn. Xong. Rồi bây giờ còn ngón này. Cái ngón này là mình phải đắp nguyên màu nguyên móng, nó là cái màu 10N14 ha. Cái này là đắp nguyên bóng móng nó đậm hơn, bột nó đậm hơn nè, đó. Đây, giờ mình đắp nguyên móng ha. Lấy cục bột dày nè, đó, thấm lên nè. Bỏ lên nè, xí. Nghiêng tay nè. Đưa cục bột đẩy nhẹ nhẹ lên nè, đó, đẩy nhẹ nhẹ nghiêng cục bột vô nè. Đẩy lên nè. Xí, vừa đẩy vừa kéo xuống. Đẩy lên. Rồi nhớ cố gắng vuốt hai bên vô, đừng có để cho nó bờ phồng ra. Nhớ vuốt hai bên nha. Vuốt hai bên nè, đó. Vuốt hai bên nè. Xí, vuốt hai bên, ém nó vô. Xí. Vuốt nó vô. Xí. Vuốt cho hai bên vô cho nó phồng ở giữa, cho nó dày ở giữa nha. Khi anh chị em thấy cục bột không? Cái độ cong của nó không? Thấy cái độ cong không? Anh chị em thấy rõ không? Nó cong như vậy nó mới đẹp được. Rồi xong là mình làm cái gì? Nè, dùng cái tay nè, kéo nè. Nè, kéo cục bột ra nè, cho nó mỏng, cho nó nhọn nè, đừng có để cho nó mất cái xếp nè, xí. Thấy nó mỏng, nó nhọn không? Rồi, bây giờ mình làm cái gì? Ở trong đây mình hơi thiếu nè, mình cho nó thêm miếng cho nó an toàn.
đó cho nó đẹp nè. Rồi cho nó miếng nè, xí cho nó an toàn, rồi mình kéo ra thôi. À, thấy chưa, cho nó đầy đủ bột trên đây nè, thấy chưa, đó nó đầy đủ, nó không có bị thiếu nè, xí đó, nhìn đẹp không, thấy không, tí xíu rồi mình trang trí lên đây. Rồi bây giờ mình giũa nha. Hello Sandy, how are you baby? Long time no see. Anh chị em nào thấy hay nhớ share dùm cho tình yêu nha. Rồi nhớ cắt vô cho là mình giũa. Cọ là khi nào cũng vậy nè, cọ là khi nào mình lấy cái miếng giấy nè, mình chùi nè cho nó sạch nè, đó nè cọ nè, thấy clean cái cọ không, lên nè cho nó đẹp nè, lên đó cho nó sạch sẽ rồi đầu mình nhúng nè, cái cọ thấy nó mướt lại không nè, chùi cho nó sạch sẽ rồi mình đem đi dẹp. Ok, rồi bây giờ mình giũa, trước khi mình giũa đó, đây đây thấy không, nhớ đeo bao cao su vô đó, cho nó an toàn nè, giũa nhẹ thôi, giũa hai bên đây thôi, giũa nhẹ nè đó, giũa nhẹ cho nó đều lại thôi chứ đừng có làm cho nó mắc cái xếp, thấy không, xí nhớ đặt cái dũa ở dưới nha, nhớ đặt cái dũa ở dưới nè, dũa nè cho nó mỏng, dũa là cho nó nhọn nè, đó nhớ là đặt ở dưới, nhớ không, đừng có làm mất cái xếp của mình nha. Nhớ đặt cái dũa nè nghiêng, đặt cái dũa là phải nghiêng nha, chứ không có để thẳng nha, để thẳng là nó bị vô tay người ta đó, để nghiêng nè, để nghiêng vô, thấy không, lỡ người ta sợ người ta gồng không sao, mình mà để thẳng vô mình giũa là vô tay người ta đó. Ok, anh chị em nhớ cầm cái móng này, cầm hai bên đây, một cái ngón này phải đỡ ở dưới để anh chị khi mình giũa nó không có bị nhúc nhích. Đó, nó không có bị nhúc nhích cái tay người ta cho nên nó không có bị đau. Nhớ cố gắng nha. Nó đừng có để hai cái tay nào mình đỡ bên đây á, thì mình đỡ bên này. Đó, mình phải đỡ cái móng bên đây, còn mình qua bên đây là mình dùng cái ngón tay cái là mình đỡ nó ngược lại. Đó. Mình giữ lại, giữ ngón tay người ta lại, đừng có cho người ta qua nó bị đau, nó bị lung lay gì nó đau nè. Đó. Nhớ lúc nào cũng đặt cái dũa ở dưới nè, đặt cái dũa ở dưới kéo nè, đó kéo nè, xem đặt cái dũa ở dưới kéo nè, coi nó đủ nhọn không, nó nhọn chưa, nhọn quắc luôn. Mai trả lời bên đó được đi làm rồi sướng quá. Dạ được đi làm một tuần lễ rồi chị ơi, bên đây được đi làm một tuần rồi cho nên là khách cũng ok, nhưng mà khách ở bên đây là người ta lấy hẹn không à. We are take appointment only, chỉ có lấy hẹn, mình lấy hẹn thôi, không có lấy working ha. Đó, cho nên là anh chị em là không có lấy work in của nail mà lấy hẹn thôi, để mình đủ giờ mình làm cho người ta. Nên like sướng lắm, like thoải mái luôn, like coi như là khi nào mà xong xuôi gọn gàng rồi mới có người khác.
Hello, Khanh. Hello anh Mậu Nguyễn, khỏe không? Mọi người khỏe không? Hello Vinny, khỏe không? Đó, bây giờ xong rồi, bây giờ mình coi cái bàn tay kia tình yêu giữa nè. Đó, tình yêu coi tình yêu nè, xí. Là nó sẽ đều nhọn, ok? Cố gắng nha, anh chị em nào coi like nhớ cố gắng. Tình yêu chỉ rất là cặn kẽ. Dùng cái ngón tay vuốt cục bột. Khi mình giữa lại nó rất là dễ hơn là nhớ cố gắng, anh chị em nhớ cố gắng là mình khi mình làm á, là mình dùng cái ngón tay mình vuốt cái đầu móng nè cho nó nhọn cho nó dễ, khi mình giũa nó mất đỡ mất thời gian rất là nhiều. Có anh chị em dùng cái cọ đã tém vô hồ, anh chị em là đã cực rồi, anh chị em còn giũa nó lâu lắm, chứ phần lấy cái đầu cọ tém vô nó không có đủ nhọn, ok, nó không có đủ nhọn. anh chị em ở bên New York thì chắc thời gian cũng giống như Cali, cũng chưa biết về nào mở cửa ha. Nhớ cố gắng đặt cây dũa ở dưới nha chị em, đặt cây dũa ở dưới nè, đặt cây dũa ở dưới. Anh chị em đặt cây dũa ở dưới mà anh chị em phải cố gắng giữ cái tay người ta, đừng có để cho người ta bị đau nha. Chào Khanh, đi làm chưa? Mọi người đi làm hết chưa? Chưa nữa hả? Chưa được đi làm hả? Qua đây làm cho sư phụ đi. Khi anh chị em dùng cái ngón tay anh chị em giũa rất là lẹ luôn, rất là lợi hại luôn, lợi hại lắm, lợi hại dễ sợ lắm, nó không có bị mất thời gian nhiều, đúng không? Cái này anh chị em phải hiểu được vấn đề. Nếu mà anh chị em nào chưa có coi á, nhớ coi lại mấy cái kiểu này đó. Khi mình giũa cái xếp á, mình dùng hai cái ngón tay mình kẹp lại để mình đắp bột á, đừng có sợ dơ nha anh chị em. Cái này mình làm xong mình đi rửa tay mà, trong thời điểm này ai cũng phải làm, con khách xong là phải đi rửa tay, cho nên đừng có sợ dơ tay, ok. Đó, ấy xong là mình coi lại coi cái móng nó có đủ nhọn không, ok, nó ok rồi nè. Ok, bây giờ tình yêu sẽ chỉ cho anh chị em, đây là cái mà mình được làm, ok. Có nghĩa là sao? Đây, tình yêu share lại cho anh chị em coi nha. Đây là tình yêu đi làm nè, đó, thấy không? Đeo cái mask ở trong, đeo cái face shield. Còn ở trước mặt mình á là cái này, là cái miếng mica, thấy cái miếng mica không? Cái miếng mica nè, thấy không? Người khách là phải đeo mask, ok? Được chưa? Phải làm đầy đủ những cái thủ tục, là phải có, làm xong con khách là phải xịt rửa đàng hoàng nha, ok? Giờ mình giũa nó. Nhớ đeo đầy đủ thủ tục là mới được làm, ok. Trước khi mình làm, mình dùng cái đầu giũa nhọn nè, mình giũa cho nó critical, cho nó đẹp. Đây, nhớ mở maximum nha, mở maximum là giũa nè, đó.
đó, dũa cho nó nhọn nè. Anh chị em thấy rõ không? Đã lâu rồi không gặp, thôi gặp làm chi, gặp trên mạng được rồi, gặp ở ngoài chán chết luôn. Hello Hồng Hạnh, dạ anh khỏe, cảm ơn mọi người. Tình yêu khỏe cho nên tình yêu mới làm like cho anh chị em nè. Nhớ anh chị em nhớ, đầu dũa này anh chị em nhớ, đừng có đè, chạy từ từ thôi, ok. Thấy chưa, nó dũa cái cuticle rất là sạch. Hello chị Thoa Vượng, khỏe không? Chào mọi người. Nhớ cố gắng dùng đầu dũa maximum. Đó, nhớ cố gắng nè, nhớ cố gắng nha. Clean cho nó sạch. Đó, chạy trong này cho nó sạch nè. Đó. Dạ mới làm là em là ở bên đây được 1 tuần rồi anh, được bên đây được 1 tuần rồi, mở cửa được 1 tuần rồi. Anh chị em mở cửa bên đây được 1 tuần rồi. Đó. Rồi xong rồi dở dưới này nè, clean luôn ở dưới nè, này clean nè. Đó, clean luôn ở dưới nè, xí. Clean ở dưới cho nó sạch nha. Làm đúng 6 giờ, tại hôm nay tình yêu có khách hẹn tới 6 rưỡi lận. Hello. No, you can wait in here. You can wait outside in the car. For what? Okay, okay. Can you sit out outside? Okay. Sorry, okay? Five thirty, but she come early. Her mom bring her here. Nhớ clean up cho nó sạch, ok. Clean cho nó sạch nha. Ok. Coi gì, COVID bên anh hết rồi à, chắc tại anh uống Heineken. Anh làm gì uống Heineken, anh uống Corona, anh uống Corona không em ơi, anh đã uống Heineken là nó sẽ tăng thêm gấp đôi á. Anh chị em nào muốn hết Corona là phải uống Corona, nghe chưa. Nhớ clean up, clean cái đầu dũa nhọn này là phải dùng máy thiệt lớn. Nhớ vậy, nhớ cố gắng nha, phải clean thiệt là kỹ, đừng có dùng sức, để nhẹ nhẹ thôi, cho nó chạy từ từ nè. Đó, nó chạy một chiều thôi, chứ đừng có chạy hai chiều, tại vì cái đầu dũa này không có thể nào ăn hai chiều đâu, đừng có nghe người ta nói ăn hai chiều nha. Thật sự nó trở lại là nó trở lại thôi, chứ nó không có ăn đâu. Ok. Dạ, tại vì cái đó, cái COVID nó tên là Corona, là mình uống vô bụng cho nó hết bớt cái chứ, để nó nhiều quá nó chết, nó nguy hiểm, mình uống nhiều lên, uống nhiều là nó sẽ hết. Nhớ clean up.
Rồi bây giờ mình chạy cái đầu giữa mình nha, mình chạy cái đầu giữa mình nè. Xong rồi nhớ cố gắng chạy cái đầu này mua về xài ha. Đó, bây giờ mình xài cái đầu giữa mình bằng gốm. Ok, khi mình làm mình để móng dài thì mình để cái cây này nó dài lên. Đó, rồi mình chạy. Cái này thì mở số khoảng 3 giờ 3 rưỡi 4 thôi. Ok. Nếu mà nó dài quá thu nó lại bớt. Đó, thu nó lại bớt nè, đó. Aquí enfrente, pero ya cabe. Voy para el tarifo, no sé, tengo dos horas aquí. Ahí está un poquito, no más. No más, voy una gente para ver cuando vamos a ver. ¿Y em thấy rõ không? ¿Chị em thấy nó rõ không? Sí, pues todo. Thấy không, thấy cái móng không, khi mình làm móng móng nhọn là nó phải khơ cái móng này, nhìn thấy không, độ cong nó, thấy không, thấy độ cong của nó không, đẹp vì nó mới đẹp được, nhớ nha. Giũa là phải giũa từ bên đây giũa qua luôn nha, chứ không phải giũa ở chính giữa không nha. Sư phụ có nhận thợ không? Sư phụ không có nhận thợ, sư phụ nhận học trò thôi à. Nhận thợ khổ lắm. Thợ bây giờ người ta đâu có muốn đi làm đâu đệ tử. Giờ ta muốn ở nhà thôi, ta muốn đi làm. Ta đi làm ta nói cực, sợ bị trúng dịch cho nên là ta không dám làm, cho nên không dám nhận thợ. Nhận học sinh thôi à. Thank you. À, có nhiều tiệm mở ra thợ đâu đi làm đâu. Thợ nói là sợ dịch cho không đi làm. Cho nên mấy người thợ nói có dịch đó, thì ông chủ dịch trước đi, à, ông chết trước đi rồi tới phiên tôi đi. Ông là thế chuột bạch, ông thí nghiệm trước đi. Giờ mình phải chịu thôi chứ giờ làm sao? Của mình phải lo chứ. Đúng không? Sao không mang găng tay hai bên luôn cho an toàn chút? Ồ, mang găng tay hai bên nó tốn con. Hả? Mang găng tay hai bên nó tốn con, găng mang cái thôi đỡ tốn. Hả? Tại cái tay này nó đâu có đụng chạm tới tay bên đây đâu, chỉ có tay bên đây đụng nè, cho nên mình mới dùng một cái thôi, dùng hai cái nó tốn đó. Tiết kiệm được cái nào tiết kiệm trong thời dịch. Trong thời dịch này không có làm gì ra tiền cho nên tốn tiền không à, cho nên là phải tiết kiệm. Nhớ cố gắng nha, giũa đừng có đè. Ok, thấy tình yêu giũa không, không có đè. Ok, nhớ đừng có đè đầu giũa. Không sao, mua hết vịt. Dạ cảm ơn. Dạ cảm ơn. Tí xíu nữa mình còn làm mấy món độc chiêu trên đây nè, chứ còn cái này là chỉ có giũa thôi cho nó ấy thôi. Trời, úp.
bao tây á, tại biết sao không? Đó là tại lý do tại sao không mang hai cái là vậy á, mang một cái thôi. Mang hai cái nó quấn vô là thúi quắc luôn. Đó là lý do mà tại sao tình yêu định nói đó. Mang hai cái nó quấn vô là khỏi lo luôn, khỏi làm luôn á. À, từ từ sắp sửa xong rồi, bây giờ mình làm mình gắn hột lên đây. Gắn nguyên 10 đổ 10 hột 10 bàn luôn á, tin không? 10 ngón luôn á. Anh chị em biết không, là tình yêu hôm nay làm bộ này là coi như là đậm luôn á, đậm tiền luôn á. Làm bộ nail này là quá trời tiền luôn á. Mà khách nó chịu trả chứ không phải là không trả nha. Yeah, I open today, baby. Khách nó hỏi mình có mở cửa không? Đúng rồi, làm xong mình nhớ cố gắng mình rửa tay. Mình rửa tay với xà phòng nha, rửa tay với xà bông 20 second. Rồi nhớ cố gắng là mình phải rửa với nước nóng, rửa hơi nước ấm ấm một chút, chứ đừng có rửa nước lạnh nha. Ok. Rồi xong xuôi là mình sẽ lên cái bàn của mình luôn. Mình phải lấy cái chai, mua cái nước xịt để lên khử trùng á, mình lên luôn. Ok. Nhớ coi sửa lại cho nó đẹp. Đó, vô lại cho xíu cho nó đẹp. Anh chia sẻ cách giữ vệ sinh với mọi người nên nhớ là khi mình làm khách xong á là mình phải đi rửa tay, và nhớ đeo bao tay, đeo một cái cũng được, nhưng mà nghĩ đeo một cái thôi, đeo hai cái cũng được, đeo hai cái càng tốt, nhưng mà tại đeo hai cái có sợ nó giũa khó giũa đó, cho nên mình làm xong mình nhớ đi rửa tay cho khách, rồi mình mua cái chai nước tẩy trùng á, mình clean cái bàn của mình sau mỗi con khách. Và nhớ đeo mask, đeo face shield, và trên cái bàn của mình là phải có cái table shield. Ok, mấy cái đó là đâu cần phải nói đâu, anh chị em cũng hiểu rồi đúng không? Thật sự ra cái đó là tụi bên CD họ cũng bắt mình làm những cái đó rồi. Ok, cái đó chỉ nói cho vui vậy thôi, chứ thật sự anh chị em nào ra mở tiệm, anh chị em cũng rành mấy cái này hết, rành rõ mấy cái này hết đúng không? Đó. Bây giờ tình yêu sẽ gắn một sòn nha. Ok, go wash your hands please. Giờ mình gắn hộp sòn, ok? Ok. Go wash your hands. Bên đây hết à? Đâu, đổ vô cho nó nhiều tại vì là 10 ngón lận mà. Ok, xong rồi bây giờ mình gắn hộp sòn.
giữa đi, giữa đi. Dạ, nhỏ lấy thêm. Ok, bây giờ mình chuẩn bị gắn hộp sọ ha. Dục cái đèn. Đây là cái chai gắn cọc sòn đi một cặp để mình gắn ha. Rồi, giờ mình dùng cái cọ. Đây cái cọ mình quét treo ha. Mình gắn. Chờ. Em lấy hẹn hôm qua. Rồi, gắn nha. Nhớ vuốt cái tay mình nè cho nó đẹp nè, đừng có để cho nó bị mắc cái xếp nè. Ok, rồi nhớ sơn cái top lên luôn nha, cho em thấy rõ không, nhớ sơn cái top lên nè. Rồi anh chị em nhớ bỏ cái này xuống nè, đó đổ cái này nè, đó để lên, nhớ là dùng cái chai này đổ nha. Đó nè, đó mình thấy vô nè, mình bóp vô nè. Ok, đừng có để cho nó phồng ra, bóp vô. Dục mấy cái đó thôi. Thấy không? Rồi, bỏ vô đèn. Put đi. Này, bên đây, qua bên đây. Nó lấy về rồi.
nhớ lấy cái tay nè, đè đè xuống nha, nhớ cái tay đè 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 xuống em mới đẹp được. Ok, đừng có để cho nó phồng lên nha, nhớ lấy cái tay đè vô đó cho nó đẹp, đừng cho nó phồng. Ok. Làm 10 ngón luôn mới ghê chứ. Làm bộ này xong đi về đủ hụi rồi. Nó xịt cho mở lại rồi hả anh? Bên này. Dạ bên đây cho mở rồi, mở tuần lễ rồi. Bên đây mở neo tuần lễ rồi, đâu có còn đóng cửa nữa đâu. Dạ. Mở nhưng mà phải giữ những cái luật lệ nha. Phải gắn thêu bồ siêu đồ lên, mang cái phây siêu đồ tùm lum hết á. Nhớ rắc nè, rắc nhẹ lên nè, đỏ lên nè, nhớ để sát sát xuống để nó chảy ra ngoài nha. Đó, thấy chưa? Phủi nè, đó, xong rồi vuốt hai bên đi vô trước. Đó, vuốt hai bên đây vô, đừng có cho nó chảy ra ngoài nè, đó, thấy chưa? Rồi xong rồi mình dậm nó xuống nè, đó, dậm cái tay nó xuống. Cho nên nó mới đẹp, nó chắc và đẹp nha. Ok, rồi. Sí, rồi xong xuôi là mình mới bỏ vô đèn. Ok. Put it lại. Yep. Đó. Anh chị em có hỏi gì không? Nãy giờ mình quên đọc phi. Hello tình yêu Uyên, hai bạn khỏe không? Dạ khỏe, cảm ơn. Em khỏe, dễ sợ lắm. Lúc này em ăn mà em mập như heo vậy. Heo mà nó còn không bằng em nữa. Em ở nhà 2 tháng em ăn công nhận. Nhìn em nó phì nhiêu ghê. Nó còn hơn ở dưới miền Tây nữa, đất Phù Sa. Mập thù lù. Ở Việt Nam là nó cho em đi, là nó cho em đi làm thả heo nọc mướn. Ở Việt Nam là nó bắt em đi làm thả heo nọc mướn đó, biết không? Chứ còn ở hơn là ở Mỹ, chứ không thôi là ở Việt Nam là chết ngắt rồi. Ở Việt Nam con vợ nó bắt em đi làm heo nọc mướn rồi. Chứ không ở nhà thì nó mà nuôi. Bye bye. Nhớ dậm vô nha anh chị em. Dạ đúng rồi, mình phải lúc nào anh chị em nào muốn coi cái bộ nail này á, anh chị em nhớ coi lại. Tại vì tình yêu đắp bột á, quan trọng nhất là cái gì? Cái bộ móng mà nó đẹp hay không á, nó chắc hay không á, là nó phải có độ khơ. Ok, và cái móng á, nhìn nhớ cố gắng, anh chị em cố gắng tình yêu chia sẻ rất là kỹ. Khi mình đắp bột mình cố gắng mình vuốt hai bên vô, đừng có để hai bên nó mỏ, nó dày mà nó mỏng mà chính giữa nó dày nha. Khi chính giữa nó dày thì nó tạo lên cái móng, nó sẽ có cái độ mô ở giữa là nó sẽ đẹp và nó sẽ chắc chắn hơn, nó không có gãy, nó khó gãy lắm. Anh chị em thấy bộ nail không? Thấy vậy chứ, rất là nhiều tiền. Ok, nhìn làm bộ nail này thôi, nói thiệt luôn, làm bộ nail này thôi làm bằng ít nhất phải 4 con khách 10 ta làm. Cho nên là hả, anh chị em phải biết là bộ nail này rất là giá trị, cho nên là mình làm phải cẩn thận, làm cho khách hàng, tại mình lấy nhiều tiền người ta, mình phải làm cho nó đẹp. Ok, đó là cái phương thức mình cần phải làm một người thợ nail, đó là điều quan trọng nhất. Khi mình làm mấy cái bộ nail mắc tiền này á, là mình phải làm từ từ, cẩn thận cho độ nail nó đẹp. Đừng có bể làm rớt, gãy,
và bị hư trong trong vài ngày, ok. Ít nhất là phải last long được từ 3 tuần, 2 tuần tới 3 tuần, 4 tuần thì khách nó mới trở lại, mình nó thích mình làm đó. Thấy không? Khi anh chị em thấy ra không? Thấy nó đẹp không? Nè, giờ lên nhìn nó rất là so cute đó. Cái này là cái này gọi là cái blue gel nha, cái này là cái diamond blue gel. Khi mình chét một lớp này lên rồi mình bỏ cái top này lên, nó sẽ đi together với nhau, nó sẽ dính được hột sòn rất là chắc, okay. Nếu mà mình sơn, mình rắc lên mấy cái hột mỏng này nè, mình rắc lên những cái hột mỏng mỏng này nè, hột nhỏ nhỏ này thì mình không cần phải làm dày. Còn nếu mình gắn hột xoàn đó, mới gắn hột xoàn đó là mình phải làm cho dày. Đó. Khi mình ấy cái hộp này đó, mình phải vuốt hai bên này vô trước đó, mình làm gì mình phải ịn vô hai chân bên này trước đó, ịn hai bên này vô, đừng có để cho nó phồng ra ngoài. Rồi xong xuôi rồi mình mới ịn ịn lên trên đây đó, ịn lên trên đây đó, ịn lên trên đây cho nó nằm vô trong cái treo đó, nó sẽ cứng, nó làm cho cái treo nó khô lại, khi bỏ vô đèn nó khô lại, nó sẽ cứng cái hộp xoàn này, nó làm sẽ chắc cái hộp xoàn và cái móng của mình nó không có bị thô. Thấy không? Khi mình đè cái ngón tay lên nó sẽ không bị thô. Nó làm cho giữ được cái hộp xoàn được chắc mà cái móng tay nó sẽ không bị thô nữa, nhìn nó gọn gàng mà, thấy chưa? Anh chị em thấy nó gọn không? Nó không có lòi lõm ra ngoài, ok. Đó là cả những cái mà tình yêu chia sẻ cho anh chị em cần thiết phải có. Bây giờ mình lấy cái, ví dụ như mình đang chuẩn bị thiếu nè, mình đổ cái này vô lại đây, mình đổ ngược cái này vô lại nè, đó, đổ ngược vô lại đây. See? Đó. Ngón tay mình búng cái hộp để cho nó đổ ra. Đó, xong rồi mình làm lại, ok, thấy chưa? Giờ mình gắn thêm một hộp nữa nè, một cái nữa nè. Đó, mình khi nào mình cũng phải vuốt nè, mình vuốt cho nó mỏng, hai bên cho nó nhọn vô chính giữa, rồi mình dùng cái top nè, mình đấy là một lần nữa. Nhớ là sơn mỏng thôi, không cần dày đâu, không cần phải sơn dày đâu, không cần phải nó dày đâu. Ok, đó, vuốt hai bên này vô. Rồi nghiêng cái tay người ta xuống nè, đó, đổ lên. Đi, đổ lên, đó. Rồi lấy cái tay phủi xuống. Rồi vậy bắt đầu mình mới vuốt hai bên nè, ịn vô nè, ịn vô nè, ịn hai bên này vô. Đó, ịn vô. Đừng cho nó chạy ra ngoài. Đó, ịn vô đây. Đó, ịn vô. Xong rồi mấy cái tay đè ở đây. Đè ở trên, đó, đè ở trên. See? Đó. Bên đây một con nữa. Không cần thóp nữa. Vậy bị cộm không? Cái này nó hột crystal pixel mà nó cái hột xoàn này nó mịn lắm anh chị em, nó không có cộm đâu nha. Nó không có cộm đâu, tại vì nó hột xoàn nó mịn mà, nó nhỏ xíu à. Nó giống như hột tắm gì đó anh chị em, cho nên khi mình đổ lên nó rất là đẹp, nó sáng. Nếu anh chị em mà bỏ top lên một lần nữa là nó không còn độ sáng nữa nha. Nó sẽ mờ đi cái hộp xoàn của mình, cái chai che cái hộp xoàn pixie của mình, nó không có còn sáng nữa đó. Nó mất đẹp ạ. Ok. Đó. Để nghiêng cái này vô, là chè cái tay này ra, rồi đưa cái này vô xong rồi mới đổ nè. Đó, đổ nhớ cố gắng đổ, đừng có đổ ra ngoài. Đó, rắc nó là đó, rắc nó nè. Rồi xong là mình lấy cái tay nè, mình phủi nè, bập nè, cho nó rớt xuống nè. Rồi mình bắt đầu mới đè hai bên này vô nè, đè vô nè. Vuốt hai bên này vô nè, đó, vuốt hai bên này vô, xí. Rồi bắt đầu mình đè nè, đè nó vô nè. Đè nó vô nè. Đó.
để nó vô đó. Rồi ok, bây giờ trong thời gian này chờ đợi mình đổ cái này vô đây, rồi mình lấy hộp sòn mình chuẩn bị mình làm cái ngón, cái ngón kia đó, mình đậy lại phía đi, đậy đi phía đi. I love it. Anh chị em là có nhu cầu mua hộp sòn thì ok, bây giờ mình chuẩn bị số 12 còn không em? Số 12 còn không? Cho ít số 12. Số 9 nè. Rồi giờ mình gắn nha. Khi mình lấy cái này á, mình gắn cái hộp sòn này mình phải lấy nhiều một chút. Ok. Nè, mình lấy nhiều mình bỏ lên đây nè. Ok, bỏ lên cho nó dày ra đây. Xong rồi mình vuốt hai bên này cái nữa, rồi mình nhớ bỏ cái top này lên nha. Bỏ cái top này bỏ mỏng thôi, bỏ mỏng thôi. Rồi lấy hộp sòn, nhớ vuốt cái nữa, lấy hộp sòn bỏ lên đây. Giờ em thấy rõ không? Rồi bỏ hộp sòn nhỏ lên đây. Rồi vuốt cái này nữa rồi bỏ lên cho nó đẹp. Đẹp không? Yeah yeah, beauty. Nhớ nè, khi mình lấy hộp sòn là mình bỏ cái lớp treo này dày nè, thấy chưa? Lấy cái lớp treo dày không? Đó, bỏ cái bên nào mà hộp sòn mình bỏ nhiều thì mình bỏ dày cho đó. Đó, bỏ dày cho nó chảy ra, nó sẽ không có cộm đâu, đừng có sợ nha. Đó. Nó gặp đèn nó chảy, nó chảy ra, nó không có cộm đâu. Vuốt hai bên này vô. Rồi lấy hộp sòn nè.
Đó, lấy hộp sò nhỏ bỏ vô. Rồi, bây giờ đẹp không? Ok, nhìn bộ móng nè, nhìn là ghiền luôn á. Yeah. Oh my goodness. Look at that. Ok, giờ mình dẹp đồ ha. Xong bây giờ mình làm gì? Giờ mình chuẩn bị mình one more time. Ok. Lấy dầu ra, đó, dầu nè, cho lên. Cho dầu lên đây. Đẹp không anh chị em? Cảm thấy đẹp thì cho ít trái tim đi. Đó, thấy chưa? Đây. Wow. It's so beautiful. Rồi, give me the hand. Nhớ anh chị em ơi, tình yêu cũng share rất là nhiều cho anh chị em cái kiểu làm ha. Anh chị em cố gắng làm sao làm cái móng tay nó phải đẹp như vậy, nó sẽ khơ như vậy, nó sẽ đẹp ha. Đừng có để nó thẳng quá mà cũng không đúng, nếu mà thẳng quá là cũng không đúng cái kiểu móng của nó. Đó, bây giờ mình làm xong rồi, bây giờ mình bỏ dầu rồi lên cho nó gọn gàng, cho nó sạch sẽ. Đó, nhìn cái móng tay nó nhìn nó gọn đó. Bây giờ mình xong rồi, hai bàn tay mình để đây luôn đó. Rồi đó, mình để đây đó, cho mình tắt cái đèn nè. Mình muốn coi rõ là mình phải tắt cái đèn nè. Đó là mình gọi lên nè, xí đó, anh chị em coi ha. Thấy chưa? Ok rồi, tình yêu xin tạm biệt anh chị em. Chúc anh chị em một ngày thật đẹp, cuối tuần coi live vui vẻ. Nhớ cố gắng, có những gì tình yêu chia sẻ không đọc được comment của anh chị em mà không trả lời được, có gì tình yêu sẽ coi lại và trả lời cho anh chị em ha. Rồi, cảm ơn mọi người đã coi live của tình yêu. Chúc anh chị em một ngày thật vui vẻ và sức khỏe dồi dào. Bye mọi người nha.